Xin chào mọi người. Ách cảm ơn bạn Sơn Nguyễn đã bấm nút sub thanh hỗ trợ ách. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 33. Cứ đánh đi, đánh đi. Tốt nhất là đánh hai bên tổn hại. Lão tử ở bên cạnh chờ nhặt xác đây. Khóe miệng Trác Phàm nhếch lên đường cong âm hiểm. Con mắt khép lại, độc thủ Dược Vương nhìn ra ánh mắt quyết liệt của hai người, đưa tay đặt hồ lô bên hông, âm hiểm cười nói. Sở lâu chủ, ngươi cần phải biết, đồng thủ lần nữa thì tuyệt đối đừng hối hận. Không lạp thịt lão quỷ như ngươi, Sở Quân Thành ta mới hối hận cả đời đó. Sở Quân Thành hừ lạnh một tiếng, đạp chân xuống, bay về phía Nghiêm Tùng. Thanh Hoa lâu chủ cũng theo sát, ba vị cường giả thiên huyền chiến đấu, lấy hai địch một. Nghiêm Tùng lại không thể dùng tới huyền giai vũ kỹ, đã rơi xuống thế hạ phong. Nhưng hắn cũng không bối rối, vẫn có biện pháp, nắm lấy hồ lô trong tay, cũng không thấy nắm chặt chặt. Âm! Đột nhiên, một đạo lôi tử từ trên trời đánh xuống. Hai người Sở Quân Thành vọt tới trước, nhất thời bị ngăn cản. Lông mày độc thủ Dược Vương cũng run lên, chậm rãi nghiêng nhìn về phía trước. Người nào? Hai người Sở Quân Thành và Tần Thái Thanh hét lớn. Sở Sở nha đầu, Thanh Nhi nha đầu, mấy năm không gặp, các ngươi đã quên bén lão đầu ta rồi. Người đến là một lão giả mặc áo bào màu vàng, chỉ có một mắt, trên vai có một con ô nha màu đen. Trong mắt ô nha lóe lên kim quang chói mắt, còn tản ra lôi minh tứ sắc. Chính là thần nhãn long cửu, Tiềm Long Các mang theo linh sủng của hắn, thôn phệ quỷ nha. Theo sau hắn là một nam một nữ, đều có tu vi đoán quốc cảnh, chính là hai người Long Quỳ cùng Long Kiệt. Trác Phàm nhìn thấy, khẽ giật mình, nghĩ không ra ở chỗ này, anh chưa lộ mặt đã gặp nhiều người quen như vậy rồi. Cửu thúc, Sở Quân Thành và Tân Thái Thanh kinh hãi, vui mừng hô lớn. Độc thủ Dược Vương khẽ nhíu mày, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, cười lại nói, thần nhãn Long Cửu, không ngờ thần nhãn lại trở về rồi. Khẽ gật đầu, Long Cửu cười nói, nhờ hồng phúc của tiểu huynh đệ, thần nhãn Long Cửu lần nữa có thể xưng hào, về sau gặp được độc thủ Dược Vương ngươi cũng không cần sợ nữa rồi. Da mặt độc thủ Dược Vương co rút lại, muốn mắng to. Thần nhãn Long Cửu lần nữa tìm được tử lôi kim nhãn, tương đương với khả năng hủy diệt từ xa. Thất thải vân la trưởng của hắn không còn hữu hiệu với Long Cửu. Có thể nói, trước kia thần nhãn Long Cửu chính là thiên địch của hắn. Về sau, Long Cửu mất đi con mắt, đã yếu ớt suy sụp. Hắn cũng không để Long Cửu vào trong mắt. Nhưng bây giờ thần nhãn Long Cửu đã trở về rồi. Độc thủ Dược Vương nhắm hai mắt lại, cảm thấy lo sợ. Tay lão không tự chủ được, sờ lên hồ lô, lại lùng nói. Ồ, Long Cửu, như vậy ngươi muốn theo hai tiểu cô nương kia đối phó với lão phu sao? Nghe được lời này, hai người Sở Quân Thành cùng nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Long Cửu nhíu mày, liếc mắt nhìn hồ lô bên hông, Dược, độc thủ Dược Vương. Chầm rãi đầu, Nghiêm Tùng, ngươi đừng hiểu lầm, lần này Long Cửu ta tới khuyên can, chúng ta đều là khách nhân của Hoa Vũ Lâu, khách nhân có cách nhìn của khách nhân, chủ nhân có cách nhìn của chủ nhân, khách nhân với chủ nhân đánh nhau còn ra cái hệ thống gì. Cửu trưởng lão nó có lý, Nghiêm Tùng ta cũng không phải là hạng người không nói lý lẽ, lần này sẽ không truy cứu hai đứa trẻ vô lý các ngươi. Có điều nếu hai đứa trẻ này còn không buông tha thì lão phu cũng không có cách nào. Độc thủ Dược Vương biết Long Cửu không tham dự vào việc này, thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ một tiếng nhìn về phía hai người Sở Quân Thành. Sở Quân Thành hung hăng nghiến răng nhìn về phía Long Cửu, nhưng Long Cửu lại nhìn nàng lắc đầu, không có cách nào, nàng đành phải thôi. Thở dài hừ lạnh nói, Nghiêm Tùng, lần này ta cho tha cho ngươi một mạng, chỉ hy vọng ngươi hãy thành thật một chút, đừng làm loạn ở Hoa Vũ Thành của ta. Vậy phải xem Sở lâu chủ đãi khách như thế nào đã. Tà Mị cười một tiếng, độc thủ Dược Vương đạp chân bay về phía không trung, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, dần dần biến mất. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cho dù hai người Sở Quân Thành vừa rồi còn một mực kêu đánh kêu giết hắn, nhưng khi chân chính đối mặt vẫn vô cùng khẩn trương. Cửu thúc, vì sao thúc muốn ngăn cản chúng ta thả hắn đi chứ? Chẳng lẽ thúc quên mối thù của bà rồi sao? Tần Thái Thanh oán trách nhìn Long Cửu, nhưng Sở Quân Thành lại là vỗ bả vai của nàng. Sư tỷ, tỷ hiểu lầm cửu thúc rồi, vừa rồi thúc đã cứu chúng ta một mạng đó.
Tần Thái Thanh không hiểu, nhìn về phía Long Cửu. Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Sở Sở, nha đầu này, Thanh Nhi, tên độc thủ Dược Vương nghiêm túc này là người cùng đời của chúng ta. Lão Phu hiểu hắn rất rõ, hắn đáng sợ hơn U Quỷ Thất. Lần này các ngươi tùy tiện xuất thủ, rất có thể chỉ tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Thế nhưng hắn đã bị ta đả thương. Tần Thái Thanh phản bác, chậm rãi lắc đầu, mắt còn lại của Long Cửu vô cùng nghiêm túc. Thanh Nhi, người có để ý đến cái hồ lô bên hông của hắn hay không? Tần Thái Thanh giật mình lắc đầu. Lão Phu đã từng gặp mặt hắn vài lần, cũng chưa từng thấy bên hông hắn có hồ lô. Lần này đột nhiên bên hông hắn lại mang hồ lô quỷ dị như vậy, trong đó tất có bí ẩn. Độc thủ Dược Vương nhìn bề ngoài phách lối cuồng vọng, nhưng vô cùng thận trọng, ngay cả U Quỷ Thất cũng không dám tùy tiện thiết kế hắn. Các ngươi hôm nay lỗ mãng xuất thủ, thật sự quá mạo hiểm rồi. Nghe Long Cửu ranh dậy, hai người Sở Khuân Thành mới phát giác vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, thi lễ cảm ơn Long Cửu. Thế nhưng Cửu Thúc thật sự không có cách nào đối phó với lão tặc này hay sao? Tần Thái Thanh có chút không cam lòng hỏi ra. Long Cửu khẽ vuốt râu, trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, thở dài. Rất khó, trừ khi... Có lẽ nếu vị huynh đệ kia ở đây, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Huynh đệ của Thúc sao? Hai người Sở Khuân Thành nhìn nhau nói. Lông mày Trác Phàm cũng nhíu lại. Trong miệng hắn nói huynh đệ, không phải là lão tử này chứ? Quả nhiên lời Long Cửu vừa dừng, Long Quỳ không cao hứng lẩm bẩm, Cửu Thúc làm gì lại nâng cái tên tiểu cử tiểu kia lên cao như vậy chứ? Không phải chỉ giết có mỗi mình U Quỷ Thất thôi sao? Mấy tháng này Thúc đều thổi hắn lên tới tận trời xanh, hiện tại toàn bộ Tiềm Long Các không ai không biết Thúc với tiểu tử kia là huynh đệ đó. Tiểu Quỳ, có phải là người đang ghen ghét hay không? Người ta đã giết được U Quỷ Thất đó, thế hệ này của các ngươi ai có thể xử lý được lão già chết tiệt kia chứ? Đừng nói là Long Cửu, ta cùng hắn làm huynh đệ, cho dù có bái hắn làm tổ tông cũng không thành vấn đề. Cậu Thúc, có phải các ngươi nói đến ác ma Trác Phàm gây huyền náo gần đây hay không? Sở Quân Thành nhíu mày hỏi. Nhẹ gật đầu, Long Cửu cảm thán, cho dù trong Thất Thế Gia thiên tài tuyệt thế như Sở Sở cũng thuộc về Phượng Mao Lân Giáp, chẳng qua vì huynh đệ kia của ta, thiên tài như các ngươi tuyệt đối không thể sánh kịp. Cái gì mà thiên tài, hắn chỉ là một tên cuồng bạo lực, đi tới chỗ nào giết người tới chỗ đó. Long Quỳ bất mãn thốt ra. Long Kiệt lại lắc đầu, Tiểu Quỳ, người nói như vậy cũng không đúng đó. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải thừa nhận bây giờ Trác Phàm dù là tiềm lực, tư chất hay thực lực đều ở trên chúng ta. Mặc dù hắn có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối có thể sánh ngang với nhân vật thiên tài sáu long nhất phượng của Thất Thế Gia. Đặc biệt trong việc giết người, đoán chừng thế hệ trẻ Thất Thiếu Gia không ai có thể sánh với hắn. Tiểu Kiệt nói rất đúng trọng tâm đó. Long Cửu gật đầu tán thành. Thế nhưng Long Quỳ lại bất mãn, đến trước mặt Sở Quân Thành quả thật nói, cái gì mà đúng trọng tâm chứ, tiểu tử kia sao có thể so sánh với mấy người Quân Thành tỷ tỷ chứ? Đúng, không đúng trọng tâm một chút nào. Rõ ràng lão tử rất điều thấp, đến Hoa Vũ Thành nhiều ngày như vậy vẫn không lộ diện, làm gì cần phải cường điệu như vậy chứ? Trác Phàm cũng rất không cam lòng, biểu môi, sát nhân không lưu danh, không phải lão tử rất khiêm tốn hay sao? Thế nhưng anh cũng không nghĩ xem vì sao đã không có lưu danh mà từ đâu có xưng hào ác ma Trác Phàm, nổi danh toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc chứ? Ngươi cho rằng tới bây giờ chưa từng lưu lại tên, nhưng ngươi đã giết U Quỷ Thất, lại giống trống khu chiêu, tất cả mọi người đều biết đến ngươi rồi đó. Anh cho rằng mình không phách lối, nhưng mỗi lần xuất thủ, mỗi một động tác kỳ thực đều hung hăng càn quấy. Nhẹ nhẹ vỗ tay nhỏ của Long Quỳ, Sở Quân Thành lần nữa nhìn về phía Long Cửu, trong mắt lóe lên tia hy vọng. Cửu Thúc, Thúc nói người tên Trác Phàm này thật sự có năng lực giết độc thủ Dược Vương sao? Trầm ngâm trong chốc lát, Long Cửu chậm rãi lắc đầu. Chuyện này Lão Phu không xác định nổi. Lão Phu chỉ suy đoán, nếu như về sau độc thủ Dược Vương thật sự phải chết trong tay một người, người này hơn phân nữa là huynh đệ Trác Phàm của ta. Nghe Cửu Thúc nói, vậy thật sự muốn gặp vị kỳ tài phi thường này một lần rồi đó. Còn người Sở Khuân Thành đảo quanh, tinh quang chớp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau đó Sở Khuân Thành an bài mấy người Long Cửu vào trong Hoa Vũ Lâu. Trác Phàm muốn nhân cơ hội này chuồn mất, sau đó sẽ đi tới khám phá Hoa Vũ Lâu, nhưng lại bị Sở Quân Thành bắt lại, xách cổ lên như xách con gà con, trở về tổng bộ Hoa Vũ Lâu. Bóng đêm tĩnh lặng, trăng lên giữa trời, tất cả khách nhân đều đã nghỉ ngơi.
chỉ có một căn phòng nhỏ vẫn sáng ánh đèn. Ở nơi đó tụ tập 5 người, Sở Quân Thành, Mẫu Đan lâu chủ, Thanh Hoa lâu chủ, Tiểu Đan Đan cùng Trác Phàm. Có thể nói, trong phòng hết 4 người là người của Hoa Vũ lâu, chỉ có Trác Phàm là người ngoài. Xong đời, tiêu đời rồi. Trong lòng Trác Phàm thầm than, nếu lúc nữa động thủ, ba thiên huyền cường giả, anh nhất thời sẽ không thoát thân được. Đợi những thiên huyền cao thủ còn lại đến đông đủ, anh cũng chẳng khác nào cá ở trong chậu. Mà Mẫu Đan lâu chủ nhìn Trác Phàm trong lòng đầy hồ nghi. Vì sao tổng lâu chủ lại mang một nam tử vào trong Hoa Vũ lâu chứ? Ánh mắt Tiểu Đan Đan cũng kỳ dị đánh giá Trác Phàm cả nửa ngày. Hai lần gặp Trác Phàm thì cả hai lần đều bị anh hung hăng nhục nhã một phen, nhưng không biết vì sao nàng không hận nam nhân này nổi. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy nam nhân sao? Trác Phàm bị Tiểu Đan Đan nhìn chằm chằm đến phát phiền, lớn tiếng gầm thét. Tiểu Đan Đan run lên, vô thức lui về phía sau một bước, làm can. Nhìn thấy đồ đệ của mình bị hù sợ, Mẫu Đan lâu chủ bao che cho đệ tử, tính cách nóng nảy liền bộc phát, mắng to: tên nhà quê này từ đâu tới lại dám dương oai Hoa Vũ lâu ta, không xem một chút đây là nơi nào sao? Mặc kệ đây là nơi nào, ngươi cũng không thể để một tiểu nha đầu cưỡng hiếp một thiếu niên anh tuấn tiêu sái như ta được hả? Cưỡng hiếp? Mẫu Đan lâu chủ sững sờ thốt lên, chỉ vào Tiểu Đan Đan. Trác Phàm ngẩng đầu như chửi một người làm càn làm bậy: ngươi nhìn hai mắt của nàng ta xem, chẳng phải nào nhìn thấu ta lão tử có mặc quần áo mà ngươi còn nhìn dâm đãng như vậy, không cưỡng hiếp thì là cái gì? Ba vị lâu chủ nhẹ nhàng phì cười, rốt cục cũng biết cái gì gọi là cưỡng hiếp, trên mặt trở nên ửng đỏ. Tiểu Đan Đan xấu hổ cả khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu. Tiểu tử này nói chuyện thật thô tục, cái gì mà hiếp với không hiếp chứ, ta chỉ nhìn ngươi bằng ánh mắt, làm gì có ý nghĩ hạ lưu kia đâu chứ. Hai tay Tiểu Đan Đan nắm thật chặt góc áo, càng nghĩ càng ngượng, gương mặt càng lúc càng bừng đỏ. Sở Quân Thành giận dữ nhìn anh trách cứ: Tống Ngọc không cho phép nói lời thô tục. Vâng, Sở tỷ tỷ. Trác Phàm trước mặt Sở Quân Thành như một đứa bé ngoan ngoãn, trong lòng anh hiểu rõ nơi này Sở Quân Thành là lớn nhất, chỉ cần nịnh nọt nàng thì không cần thiết phải đồng phủ nữa. Ngươi chính là tên Tống Ngọc dám khi dễ đệ tử ta, ta có thể tìm được ngươi rồi. Thế nhưng sau khi Mẫu Đan lâu chủ biết thân phận của anh, tính tình nóng nảy lần nữa nổi lên, nhưng Trác Phàm ỷ có Sở Quân Thành làm chỗ dựa cũng không sợ chút nào, quá to: ta khi dễ khi nào thế? Ai bảo nàng ta khi dễ nữ nhân của ta? Ngươi không biết đức hạnh của đồ đệ ngươi xấu đến giường nào sao? Miệng Mẫu Đan lâu chủ run rẩy không phản bác được, nàng đương nhiên biết thị phi ân oán trong đó, nhưng nàng vạn lần không nghĩ đến tiểu tử này lại làm càn làm bậy như thế, dám cả gan ở Hoa Vũ lâu khiêu chiến với Mẫu Đan lâu chủ như nàng, không chừa lại một chút mặt mũi nào. Nàng đối lý chỉ cần hạ một bậc thang cho nàng bước xuống, nàng sẽ không truy cứu, nhưng bây giờ hay cho tên tiểu tử thối nhà ngươi xem lão nương có đánh chết ngươi không. Nói xong, Mẫu Đan lâu chủ muốn động thủ, nhưng còn không đợi Sở Quân Thành ngăn cản, một bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt cánh tay của nàng. Quay đầu nhìn lại, nàng thực sự bất ngờ, bởi vì người nắm lấy tay nàng không phải ai khác mà chính là đồ đệ tốt Tiểu Đan Đan. Giờ nét khắc này, vẻ mặt Tiểu Đan Đan cầu khẩn, hiển nhiên là bảo nàng tha cho tên tiểu tử thú này. Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm như thế nào. Đồ đệ tốt của ta, không phải hắn làm nhục nhã con nhiều lần rồi sao? Vì sao còn xin tha cho hắn chứ? Chẳng lẽ... Đột nhiên, Mẫu Đan lâu chủ như ý thức được chuyện gì đó, kêu lên sợ hãi: chẳng lẽ con nhìn trúng tiểu tử này sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật nảy mình, mi mắt Trác Phàm run lên bần bật, kêu ra thành tiếng: à này, 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 thuốc có thể uống bậy, nhưng nói không thể nói bậy được đó nha. Cho dù Mẫu Đan lâu chủ có thể tùy ý bịa đặt tổn hại đến danh dự của bổn công tử. Hà, ngươi thì tổn hại danh dự cái rắm gì chứ? Đồ đệ của ta xem trọng ngươi thì ngươi ăn thiệt thòi cái gì chứ? Vốn dĩ Mẫu Đan lâu chủ còn tức giận Tiểu Đan Đan lại nhìn trúng một tên tiểu tử bất đồng, không biết lớn nhỏ, thế nhưng nghe xong lời Trác Phàm nói, tính bao che lại phát tác: làm sao thế? Đệ tử lão nương không xứng với ngươi sao? Trong lúc nhất thời, Mẫu Đan lâu chủ tức giận đệ tử không có ánh mắt, giống như bức hôn Trác Phàm. Nhìn dáng vẻ này, nếu Trác Phàm không đồng ý, chắc chắn nàng phải ra tay. Sắc mặt Tiểu Đan Đan càng lúc càng đỏ bừng, đồng thời bởi vì Trác Phàm vội vàng phản đối, trong lòng nàng có chút cảm giác mất mát, lớn tiếng hô lên: sư phụ, con không có ý, ngài đừng đoán mò. Vậy con có ý gì chứ?
Mẫu đơn lâu chủ liếc mắt nhìn nàng, loài chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dương mắt nhìn Trác Phàm, Tiểu Đan Đan trầm ngâm một chút, thản nhiên nói: chẳng qua còn cảm thấy tiểu tử này chịu vì cô nương kia mà ra mặt, đắc tội với Hoa Vũ lâu chúng ta, cũng xem là người tình nghĩa khó có được trong thế gian, còn không muốn trên đời này lại mất đi một nam nhân tốt bụng như vậy. Hắn mà xem như là nam nhân tốt bụng sao? Mẫu đơn lâu chủ khinh thường biểu môi, châm chọc nói: máu xông lên não, thích làm càng làm bậy, giống hệt tên Trác Phàm trong truyền thuyết kia, thực lực không đủ còn dám đắc tội với thất thế gia, đúng là muốn chết. Lần này may mà gặp phải Hoa Vũ lâu, nếu đổi lại là thất thế gia kia, đầu hắn đã sớm rơi xuống đất. Lần trước nếu không phải được tổng lâu chủ xuất thủ cứu giúp, hắn đã sớm bị cái tên Nghiêm Phục kia giết chết rồi. Thì ra là thế, lần trước người cứu tổng công tử kia chính là Khuynh Thành sao? Lông mày nhíu lại, Thanh Hoa lâu chủ nhìn về phía Sở Khuynh Thành hỏi ra. Sở Khuynh Thành gật đầu thản nhiên: chỉ là trùng hợp thôi, sau khi trở về ta liền đem chuyện này nói cho mẫu đơn lâu chủ, để nàng quản đệ tử của mình tốt một chút, tránh lại ra ngoài gây quấy rối. Dù sao Hoa Vũ Thành cũng là nơi duy nhất trong toàn bộ đế quốc có nữ nhân nắm quyền, ta không muốn ở chỗ này nữ nhân lại khiến nữ nhân khó xử. Đúng rồi, sau này mẫu đơn nhất định phải quản giáo chặt chẽ nha. Nghe là Sở Khuynh Thành nói bóng nói gió, mẫu đơn lâu chủ vội cúi người nhận lỗi, Tiểu Đan Đan cũng bái hạ theo. Khẽ khoát tay, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói: chuyện đã qua, thôi cho qua đi. Hôm nay tụ tập các vị ở chỗ này, thực quá thật là hồ bảo cát mất trộm. Nói xong, Sở Khuynh Thành nhìn về phía Thanh Hoa lâu chủ cùng Trác Phàm: hai người các ngươi nói rõ chuyện này một chút đi. Trác Phàm không chút chỗ chiếm, nói thẳng chuyện này, dù sao người bị uy hiếp là anh, chủ mưu ở chỗ này, các ngươi tìm nàng tính sổ là được rồi, cứ quên lão tử đi. Ngay Trác Phàm nói xong, mẫu đơn lâu chủ cùng Tiểu Đan Đan không thể tin nổi, các nàng không nghĩ đến Thanh Hoa lâu chủ lại là phản đồ. Nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của hai người, Sở Khuynh Thành thản nhiên nói: các ngươi đừng vội. Thanh Hoa lâu chủ cũng không phải thực sự phản bội Hoa Vũ lâu, tỷ biết rõ bồ đề tu căn ta mang theo bên người, còn để Tống Ngọc đi hộ bảo các anh trộm, nhất định là có ẩn tình khác. Đến tận lúc này, sắc mặt hai người mới giãn ra, nhưng mẫu đơn lâu chủ vội vàng nói: sư tỷ, trong hồ lô này của tỷ có bán thuốc gì thế? Mau nói đi, muội thực muốn biết đó. Liếc mắt nhìn mọi người, Thanh Hoa lâu chủ khẽ thở dài: thật không dám giấu giếm, 3 tháng trước, trên đường ta trở về Hoa Vũ Thành, liền bị Thất Thải Vân La trưởng của lão tặc Nghiêm Tùng đã thương. Cái gì, tỷ cũng bị hắn hạ độc sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình, trong nháy mắt vẻ mặt nhăn nhó. Như vậy, một nửa lâu chủ Hoa Vũ lâu đã bị độc của hắn khống chế. Một nửa sao? Thanh Hoa lâu chủ cười khổ buồn bã nói: bên trong Hoa Vũ lâu có 15 lâu chủ thì 14 lâu chủ đã bị lão tặc này ám toán, không thể không nghe lệnh của hắn. Có lẽ cũng chỉ có mẫu đơn ngươi còn bình yên vô sự. Cái gì? Vừa nghe lời này, tất cả mọi người đều sợ hãi. Nếu thật như vậy, toàn bộ Hoa Vũ lâu đã rơi vào trong tay độc thủ Dược Vương. Khó trách Nghiêm Phục nói toàn bộ Hoa Vũ lâu đều là của hắn. Tiểu Đan Đan thất thần lùi lại 2 bước. Mẫu đơn lâu chủ cũng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt tản mát ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn dáng vẻ các nàng, Thanh Hoa như đã sớm đoán được, thất lạc thở dài: nếu như không phải ta bị quản chế, hắn cũng sẽ không đem bí mật động trời này nói cho ta biết. Lúc đó ta liền suy nghĩ, nếu để Hoa Vũ lâu bị hắn đoạt mất, không bằng thừa cơ trừ khử hắn, cho nên ta giả vờ giúp hắn trộm bồ đề tu canh mới có đối sách. Cho nên người bảo ta đi trộm bồ đề tu canh giả cũng không phải muốn lường gạt hắn, mà chính là để hắn dưới cơn phẫn nộ đem toàn bộ lực ý chú ý đặt ở trên người ta, ngươi có thể đánh lén thành công. Thanh Hoa lâu chủ quả nhiên giỏi tính toán. Trác Phàm sờ mũi phân tích, nhưng khi anh ngẩng đầu lên đã thấy Thanh Hoa lâu chủ kinh ngạc nhìn anh. Tổng công tử, nghĩ không ra ngươi cũng thông minh đó chứ, không hề giống một tên lỗ mãng như thường ngày. Ồ, ta chỉ đoán mò thôi. Trác Phàm gãi đầu tiếp tục giả vờ ngây ngốc, trong lòng thở ra một tưới, kém chút đã bị lộ rồi. Anh ngụy trang thành Tống Ngọc, vốn là người hành động theo cảm tính, làm sao tâm tư có thể kín đáo được. Nếu để cho các nàng nhìn thấy đại não xảo quyệt cùng thể phách cường tráng, không phải sẽ nhanh chóng liên tưởng đến anh là Trác Phàm hay sao? May mà mọi người cũng chỉ cảm thấy kỳ quái một chút, cũng không hoài nghi thân phận của anh. Vẫn xem anh là tiểu tử không rành thế sự, ngẫu nhiên thông minh một chút mà thôi. Sư tỷ thật sự đã làm khó tỷ rồi. Mẫu đơn lâu chủ bước lên nắm chặt cánh tay Thanh Hoa lâu chủ, rơi lệ mà nói:
Tần Thái Thanh vỗ vỗ tay nàng cười khẽ, không nói gì thêm. Hai nữ nhân này đều hy sinh vì Hoa Vũ Lâu, chỉ có thể chịu được một mình. Sư bá, về người đánh lén lão tặc này thành công hay không? Lúc này Tiểu Đan Đan đột nhiên hỏi. Không đợi người khác lên tiếng, Trác Phàm đã xì cười một tiếng nói ra. Xin nhờ đi, bổn công tử là loại người lười dùng đầu óc suy nghĩ, không ngờ một còn có một người lại hồ đồ cả hơn ta. Nếu Thanh Hoa đầu chủ thành công thì đã sớm cùng tỉ muội các ngươi ăn mừng rồi, còn ở chỗ này khóc lóc nỉ non nữa sao? Gương mặt đỏ bừng lên, Tiểu Đan Đan nguýt anh một cái, miệng há lớn nhưng không thể phản bác. Mẫu Đơn lâu chủ cùng Thanh Hoa lâu chủ đang cảm động tỉ muội tình thâm, bị một câu nói trắng trợn của Trác Phàm mà cảm xúc biến mất tâm trong nháy mắt, giọt nước mắt lăn dài trên má cũng khô ráo từ lúc nào. Số tiểu tử, ngươi không nhìn bầu không khí nơi này rồi hãy nói sao? Đúng là mồm chó thì không nhả ra được ngà voi, nước mắt đảo đường còn chưa kịp chảy đã kiệt ngồi không ra nổi rồi. Mẫu Đơn lâu chủ tính tình nóng nảy chửi ầm lên. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều che miệng cười rộ, chỉ có Trác Phàm trợn mắt không thèm quan tâm. Mẫu Đơn lâu chủ, đừng trách móc làm gì, tiểu tử Tống Ngọc là người không biết giữ mồm giữ miệng. Sở Quân Thành giận dữ trừng Trác Phàm, khuyên nhủ Mẫu Đơn lâu chủ, giống như đại tỷ tỷ, xin lỗi thay tiểu đệ không hiểu chuyện. Loại không khí vi diệu này, Mẫu Đơn lâu chủ có thể cảm nhận được, nàng biết Trác Phàm được Tổng lâu chủ che chở, cũng không truy cứu nữa, nhưng trên mặt vẫn buồn bã. Tổng lâu chủ, theo như sư tỷ vừa mới nói, Hoa Vũ lâu chúng ta đang lâm vào tình thế khá nguy cơ, không biết tiếp đó chúng ta nên làm như thế nào đây? Trầm ngâm một chút, Sở Quân Thành hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động ánh sáng thâm thúy. Đối phó với Dược Vân Điệp, chỉ dựa vào mấy người chúng ta e là không thể, nhất định phải mượn ngoại lực mới có được. Ngoại lực, ngươi định nói đến mấy đại thế gia sao? Ánh mắt Thanh Hoa lâu chủ mở lớn, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Xưa nay Thất Thế Gia mỗi người một trận, ngay cả cửu thúc có quan hệ rất tốt với chúng ta, gặp phải độc thủ Dược Vương cũng sợ đầu sợ đuôi, ai sẽ ra mặt cho chúng ta đây? Đúng đó, nam nhân không đáng tin đâu. Mẫu Đơn lâu chủ như oán bị ném bỏ, oán lần nói. Mắt Sở Quân Thành lóe lên ánh sáng cơ trí, nàng cười tự tin. Có lẽ người khác thì không đáng tin, nhưng người đó nhất định sẽ giúp chúng ta. Người nào thế? Mọi người lên tiếng hỏi. Nhất miệng cười, Sở Quân Thành thản nhiên nói. Đứng đầu Thất Gia. Nghe được lời này, ánh mắt mọi người sáng lên, dường như lại có thêm hy vọng. Khẽ gật đầu, chỉ có Trác Phàm khẽ cau mày, lẩm bẩm nói. Đế Vương Môn sao? Trong Thất Thế Gia, ai cũng đều cao ngạo, chướng mắt nhau. Nhưng trong lòng tất cả mọi người công nhận gia tộc mạnh nhất, đứng đầu Thất Gia ngàn năm, chính là Đế Vương Môn. Nghe nói thực lực Đế Vương Môn, cho dù so với một nhà nào trong Thất Thế Gia, cũng đều cao hơn 3 tầng. Cho nên, một khi đơn đấu, không có thế gia nào có thể so sánh cùng được. Nghĩ không ra, Bát Đan Thịnh Hội lần này, người của Đế Vương Môn cũng tới. Chỉ là không biết người đến là ai, thực lực như thế nào. Nếu đúng như lời đồn, thì thực lực cao hơn thế gia khác 3 tầng, thì anh càng phải cẩn thận. Bây giờ cường giả tụ tập ở Hoa Vũ Thành, một khi Trác Phàm sơ sẩy, chí sợ vạn kiếp bất phục. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm siết chặt hai tay, nhất định phải hành động thật nhanh, cầm lấy Bồ Đề Ngọc Dịch, nếu càng kéo dài sẽ càng thêm nguy hiểm. Người tới đây, Trác Phàm nhìn nhẫn trữ vật trên tay Sở Quân Thành, mà Sở Quân Thành cũng nhìn về phía Trác Phàm như phát giác phiền não của anh, khẽ cười. Tống Ngọc, người cũng đến ở trong Hoa Vũ lâu đi. Trác Phàm sững sờ nhưng trong lòng rất vui mừng, như vậy anh sẽ dễ dàng hành động hơn. Chậm rãi đến trước mặt Trác Phàm, Sở Quân Thành có chút cưng chiều vỗ vỗ bả vai anh. Đừng lo lắng, ta biết ngươi sợ độc thủ Dược Vương trả thù, nhưng ở trong Hoa Vũ lâu hắn sẽ không dám công khai giết người đâu. Nói xong, Sở Quân Thành mang theo hai vị lâu chủ rời đi. Trước khi đi, còn bảo Tiểu Đan Đan sắp xếp cho anh một gian phòng. Trác Phàm ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, nhưng không nói ra một câu nào. Trong lúc anh nghĩ đến nên làm thế nào để trộm Bồ Đề Ngọc Dịch của nàng, thậm chí đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt thuốc. Nhưng Sở Quân Thành lại vì anh mà suy nghĩ, điều này khiến cho anh chần chừ không biết có nên đoạt Bồ Đề Ngọc Dịch hay không. Một đêm trôi qua, Trác Phàm mở cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài đón ánh mặt trời mới mọc, trong mắt lần nữa trở nên lạnh lùng. Qua một đêm suy nghĩ, anh đã quyết định xuất kích, tối nay sẽ tìm cơ hội ở chung với Sở Quân Thành, đoạt lấy Bồ Đề Ngọc Dịch trong tay nàng. Có thể thuận lợi đoạt được thì tốt, nếu còn có biến cố gì thì anh đành phải xin lỗi. Cho dù có giết người đoạt thuốc, anh cũng thực hiện. Một ma hoàng tuyệt đối không thể vì một nữ nhân làm trở ngại tốc độ tiến lên của mình. Nghĩ như vậy,
Trác Phàm từng bước một đi về phía phòng của Sở Huynh Thành, mỗi một bước đi càng thêm kiên định. Có điều, anh càng đi về phía trước càng cảm thấy kỳ quái. Làm sao mà người trong Hoa Vũ Lâu lại đặc biệt ít đến như vậy? Ngay cả mấy vị khách thế gia cũng hoàn toàn không thấy tung tích. Tránh ra, tránh ra, tránh ra! Bỗng nhiên, một tiếng quát khó chịu vang lên. Một bóng người áo đỏ vội vội vàng vàng phóng ra phía ngoài. Trác Phàm nhìn quanh, người kia không phải là ai khác, chính là Tiểu Đan Đan. Sau đó anh suy nghĩ một lát, lắc mình phóng đến trước Bạch Đàn. Âm! Chưa kịp dừng lại, Tiểu Đan Đan va thẳng vào người Trác Phàm, giống như va vào tường đồng vách sắt, nhất thời bị bắn ngược trở về, ngã xuống mặt đất, đầu và mông vô cùng đau đớn. Kẻ nào không có mắt dám cản đường bản cô nương? Tiểu Đan Đan đứng dậy trừng mắt, nhưng vừa nhìn thấy Trác Phàm lại nuốt lời vừa chửi rủa vào bên trong, gương mặt ửng đỏ. Trác Phàm lạnh lùng nhìn nàng ta, hừ khẽ: ngươi vừa nói ai không có mắt thế? Tiểu Đan Đan không trả lời, cúi đầu vòng qua anh. Trác Phàm sững sờ, trong lòng kỳ quái: Tiểu Đan Đan này ngày thường tính tình mạnh mẽ, lần này làm sao lại đổi tính rồi thế? Sau đó anh khẽ vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng. Tiểu Đan Đan bị tay anh nắm lấy, thân thể run lên, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Không để ý đến sắc mặt của nàng, Trác Phàm lại đùng nói: ngươi muốn đi đâu? Vì sao hôm nay Hoa Vũ Lâu yên tĩnh như vậy? Ngoài mấy người dưới cửa, những người khác đều không thấy. À, đó là bởi vì bọn họ đều đi xem Hoàng Phủ Công Tử. Nắm góc áo, Tiểu Đan Đan nói khẽ. Trác Phàm nhướng mày, kêu lên sợ hãi: Hoàng Phủ, chẳng lẽ người của Đế Vương Môn đến, làm sao lại đến nhanh như vậy chứ? Không sai, mà lần này thay mặt Đế Vương Môn là nhị công tử Hoàng Phủ Thanh Vân. Nghe nói hắn cùng tổng lâu chủ chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã. Hắn vừa đến, có lẽ độc thủ Dược Vương cũng không dám làm càn. Nghe được lời này, trong lòng Trác Phàm chấn động. Bà mẹ ngươi, chứ gấu à, lão tử vừa quyết định muốn động thủ thì cả thủ thất thế gia đã tới. Hơn nữa người này còn là Thanh Mai Trúc Mã của Sở Huynh Thành. Vậy lão tử phải làm sao bây giờ đây? Hai người dính cùng một chỗ cả ngày trời thì lão tử còn hành động được cái rắm gì? Trác Phàm hờ đến nghiến răng nghiến lợi, sát ý trong mắt lóe lên, lìa biến mất đi. Ta cũng muốn nhìn xem vị Hoàng Phủ công tử này rốt cục là mặt hàng gì. Mặt hàng sao? Sao ngươi lại dám bất kính với công tử của Đế Vương Môn thế? Tiểu Đan Đan giật nảy mình, vừa muốn khuyên giải đã bị Trác Phàm mạnh mẽ kéo tay đi ra ngoài. Nhìn bàn tay anh nắm lấy tay nàng, Tiểu Đan Đan không nói một câu nhưng tim đập như nai đi loạn. Loại hành động tùy hứng bá đạo của Trác Phàm khiến cho nàng lần đầu động tâm với một nam nhân. Giờ này khắc này nàng chỉ mong thời gian dừng lại. Thế nhưng nàng và Trác Phàm đều là tu giả thực lực không thấp, rất nhanh đã đến cửa Hoa Vũ Lâu. Nhìn thấy mọi người, Trác Phàm cũng thuận thế vung tay đan. Điều này khiến cho trong lòng nàng có chút thất lạc nho nhỏ. Còn bà nói chứ, Đế Vương Môn cũng thật trâu bò đó, xem mình thực sự là hoàng đế sao? Bắt người của thất thế gia đều ra đón tiếp. Nhưng vừa đến cửa lớn Hoa Vũ Lâu, Trác Phàm đã bị cảnh tượng trước mắt khiến anh kinh ngạc đến ngây người. Trừ hai bên đường bên ngoài, tất cả gia tộc, cho dù là nhị lưu hay nhất lưu hay tam lưu, toàn bộ đều quỳ sát bên ngoài nghênh đón. Ngay cả thất thế gia cũng đều đứng ở ngoài cửa nghênh đón. Nơi này chính là tổng bộ Hoa Vũ Lâu, không ngờ trận chiến còn lớn hơn lâu chủ Hoa Vũ Lâu xuất hành. Ngay cả mấy trưởng lão thế gia cũng đều đang nghênh tiếp, chẳng khác nào trận thế của một hoàng đế. Đế Vương Môn đứng đầu thất thế gia, đến tập cùng là mạnh đến trình độ nào mà có thể chấn nhiếp lục gia còn lại như vậy chứ? Nếu không nhìn cách thể hiện, không xem ai vào mắt như thế này, nếu không có thực lực tuyệt đối, chắc chắn không thể khiến lục gia còn lại nể mặt. Sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, Trác Phàm hít sâu một hơi, hai mắt như diều hâu nhìn về phía trước. Lúc này, khi mọi người hai bên đường quỳ nghênh đón, một chiếc kiệu dần dần lọt vào mắt anh, Trác Phàm nhìn qua, ánh mắt co rút lại. Kiệu này cực kỳ mộc mạc, chỉ có bốn người khiêng, thế nhưng bốn người này đều là cao thủ thiên huyền cảnh. Bà nội ngươi chứ, cao thủ thiên huyền lục gia dùng làm trưởng lão, còn ngươi cho bà họ đi khiêng kiệu sao? Mi mắt Trác Phàm run rẩy, hai tay siết chặt. Tuy nhiên bốn cao thủ thiên huyền chỉ mới đột phá thiên huyền cảnh, nhưng có thể thấy được thực lực của Đế Vương Môn rất đáng kinh ngạc. Chỉ sợ không giống với lời truyền bên ngoài, thực lực vượt qua lục gia ba tầng, có lẽ phải hơn cả tới năm tầng. Trong lòng Trác Phàm trở nên ngưng trọng. Lục gia nhìn thấy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt càng thêm sợ hãi. Chờ kiệu kia đi tới gần, còn chưa để xuống, bọn họ đã cùng nhau đi về phía trước một bước, khom người cúi chào. Hà, vãn bối, chỉ là một đứa trẻ thôi, sao có thể phiền trưởng lão lục đại thế gia đón chào như thế chứ? Một tiếng cười khẽ từ trong kiệu truyền ra,
Tiếng nói to vang vọng vào trong tai tất cả mọi người, khí thế cẩn trọng làm cho tất cả mọi người cảm thấy như có một tòa núi lớn đột nhiên áp xuống, khiến bọn họ không thể phản kháng. Khí thế thượng vị giả này đồng thời sẽ lẫn áp chế của nguyên thần. Trong lòng mọi người sợ hãi, tuy tiểu tử này nói lời khiêm tốn nhưng hành động vô cùng cuồng ngạo, ngay trước bạch trưởng lão thế gia bày ra nguyên thần cường đại, rõ ràng đang thị uy bọn họ. Nhưng đáng tiếc, mọi người phải thừa nhận cường độ nguyên thần này không một ai có thể địch lại, cho dù là các trưởng lão thế gia cũng cảm thấy không bằng. Cường độ nguyên thần thiên huyền đại biểu thực lực và tiềm năng. Tuy không cam tâm nhưng mọi người không thể không thừa nhận đế vương môn ngày sau sẽ có thêm tuyệt thế cao thủ xuất hiện. Thực lực của hắn trong tương lai có lẽ không dưới Ngọc Tiêu kiếm thần Phương Thu Bạch. Lúc này sắc mặt mọi người càng thêm ngưng trọng, chỉ có Sở Quân Thành ngẩng cao đầu càng thêm tự tin. Người này là nàng mời đến, thực lực của hắn càng mạnh thì lực chấn nhiếp càng lớn mới có thể ra mặt cho Hoa Vũ Lâu nàng. Thành Vân, 10 năm không gặp, không ngờ thực lực của ngươi đã đạt đến cảnh giới này, có lẽ ta không địch được ngươi rồi. Sở Quân Thành cười nói ra, ha ha, Quân Thành, muội đừng giễu cợt ta, ở trước mặt muội ta nào dám động thủ chứ. Cười lớn một tiếng, màn kiệu chậm rãi nhấc lên, từ bên trong đi ra một vị công tử trẻ tuổi, phong thần tuấn lãng, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng hai mắt lóe sáng, lại thâm thúy hơn mấy lão gia hỏa kia nhiều. Đồng thời trong lúc lơ đãng, trên thân sẽ có kim quang thoáng hiện qua. Thiên huyền nhị trọng, tu giả luyện thể. Trong mắt Trác Phàm co rút lại, trong lòng càng thêm ngưng trọng. Ngày đó anh có thể tùy tiện giết U Quỷ Thất hoàn toàn là bởi vì lão đầu kia chỉ là một trí tướng, không phải song pha chiến đấu, không phải chiến binh thuộc phái thực lực. Thế nhưng ứng phó với tu giả luyện thể thiên huyền thì phiền phức hơn nhiều, mà điều quan trọng là không chỉ một người. Trác Phàm thở dài nhìn về phía ngũ trưởng lão trong đoàn người của Cốc, dưới ánh mắt anh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng ngũ trưởng lão cũng là một người bắt luyện kim cương. Đồng thời đối phó với hai tu giả luyện thể, cho dù là anh cũng không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Hay à, chuyện này càng lúc càng khó thêm rồi đây. Trác Phàm chép miệng buồn rầu ra mặt. Tiểu Đan Đan nhìn thấy, cho là anh là vì chuyện của Hoa Vũ Lâu mà phiền não, lên tiếng an ủi. Nghĩ không ra, ngươi thật có tâm vì chuyện của chúng ta mà buồn như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, hiện tại công tử Hoàng Phủ Thanh Vân cho chúng ta chỗ dựa, chắc chắn tên độc thủ dược vương sẽ ngoan ngoãn giao ra giải dược. Có quỷ mới lo lắng cho các ngươi. Trác Phàm hừ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân, anh như nhìn thấu mọi chuyện. Huống chi tiểu tử này cũng không phải là đèn cạn dầu. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Trác Phàm, lần đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Vân cảm thấy toàn thân run lên, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm ở sau lưng mọi người. Thấy anh đứng cùng Tiểu Đan Đan, trong mắt hơi híp lại. Khuynh Thành, từ khi nào ở Hoa Vũ Lâu ngươi lại có nam tử chứ? Sở Quân Thành cũng nhìn Trác Phàm, khóe miệng nhếch lên cười nói, hắn là con rể Hoa Vũ Lâu chúng ta, sao thế, chẳng lẽ ngươi không biết chuyện Hoa Vũ Lâu chúng ta có ở rể sao? Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày, tỏ vẻ đã hiểu, cười nói, Hoa Vũ Lâu chiêu rễ cực nghiêm, có thể ở rễ trong Hoa Vũ Lâu chắc hẳn cũng là nhân trung long phượng, không biết lúc nào ta mới có vinh hạnh này. Hoàng Vũ Thanh Vân cười hít mắt nhìn về phía Sở Quân Thành. Sở Quân Thành trợn mắt nhìn hắn, hai má đỏ bừng. Thấy vậy Hoàng Vũ Thanh Vân ngửa mặt lên trời cười lớn, người có mấy thế gia như bị hung hăng đánh vào mặt. Nhị công tử đế vương môn chết tiệt này thật quá cuồng vọng, bỏ chúng ta một bên mà tán tỉnh lâu chủ Hoa Vũ Lâu trước mặt mọi người. Phí thời gian không bằng bốn công tử đi luyện kiếm. Tạ Thiên Nhân hừ lại một tiếng, quay người muốn đi, bị Kiếm Tùy Phong kéo lại, lắc đầu với hắn. Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu mày nhìn về phía Tạ Thiên Nhân cười nói, vị này chắc là nhị công tử Kiếm Hầu Phủ, thất kính rồi. Tạ Thiên Nhân không để ý tới, Kiếm Tùy Phong vội vàng cười làm lành nói ra, nhị công tử thứ tội, đứa nhỏ Thiên Nhân này được nuông chiều thành quen, lão phu quản giáo không nghiêm, mong nhị công tử rộng lòng tha thứ. Làm gì có đâu, Tạ công tử là người có khí chất, tại hạ cũng muốn giao lưu nhiều hơn một chút. Hoàng Phủ Thanh Vân chậm rãi để trước mặt Tạ Thiên Dương, nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn. Nhưng đột nhiên ánh mắt lóe lên, Hoàng Phủ Thanh Vân bỗng nhiên dùng lực, tiếng răng rắc giòn tan vang lên, xương vai Tạ Thiên Dương như vỡ vụn. Nhị công tử, Kiếm Tỳ Phong quấn lên vội nói, ném cho hắn ánh mắt trấn an. Hoàng Phủ Thanh Vân lần nữa nhìn về phía Tạ Thiên Dương, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Bốn công tử rất thích hạng người như Tạ công tử, không xu nịnh những người xung quanh, nếu không bốn công tử đã sớm chán ghét rồi.
Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Vân cười lớn, cùng một đám xu nịnh rời đi. Chỉ có Tạ Thiên Dương nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn nhưng vẫn ngạo nghễ đứng thẳng người. Kiếm Thị Phong bất đắc dĩ thở dài, vỗ vai Tạ Thiên Dương. Hay à, Thiên Dương, ngươi hại tất phải như vậy chứ. Lã Phu sớm đã nói với ngươi, người có đế vương môn mạnh nhất là đế vương thuật, ai ngăn ngược với bọn họ cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Bá trưởng lão, hiện tại ta đã biết được cảm nhận của Ngưng Nhi. Nghĩ không ra, Kiếm Hầu Phủ chúng ta cũng có một ngày như thế này. Mồ hôi từ trên trán rơi xuống, Tạ Thiên Dương nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Phủ Thanh Vân, khoản nợ này ta ghi lại, ngày nào đó ta muốn ngươi hoàn trả gấp bội. Kiếm Tỳ Phong nhìn hắn lắc đầu. 1000 năm rồi, đế vương môn vẫn đứng đầu thất thế gia. Không có một gia tộc nào có thể vượt qua bọn họ. Cho dù không cam lòng đến đâu, ủy khuất lớn đến đâu, cũng phải nhẫn nhịn thôi. Có điều, bọn họ không nhìn thấy ở một góc phía xa, Trác Phàm nhìn bọn họ với ánh mắt lãnh đạm, song quyền siết chặt lại. Tống Ngọc, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thực đáng sợ đó. Tiểu Đan Đan nghi ngờ hỏi. Trác Phàm lắc đầu, quay người trở về. Không có gì. À đúng rồi, nếu tỷ muội ngươi bị hiếp đáp, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Đan Đan ngạc nhiên nhìn Trác Phàm. Đây là lần đầu tiên anh trò chuyện bình thản với nàng như thế. Tiểu Đan Đan thản nhiên nói. Chuyện này còn phải xem đó là người như thế nào. Nếu là người bình thường, ta tự sẽ dẫn người đi xả tức giận. Nếu là thất thế gia, ta sẽ báo cáo với sư phụ để người làm chủ. Vậy thì có ích gì chứ? Ánh mắt khẽ hiếp lại, trong mắt Trác Phàm lóe lên sát ý trần trụi. Dám ăn hiếp huynh đệ ta, ta sẽ khiến cả nhà hắn bị diệt tộc, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trác Phàm lạnh lẽo nói ra, khiến Tiểu Đan Đan lạnh run cả người, kinh ngạc nhìn phế về phía anh, tựa như nàng chưa hiểu rõ gì về nam nhân này. Hoa Vũ Lâu tiếp khách trong đại sảnh, sớm đã bày đầy món ngon thịnh soạn, cả đám Hoàng Phủ Thanh Vân chen chúc đi tới nơi này, ngồi ở vị trí chính giữa. Chỗ đó vốn là vị trí chủ tọa trong đại sảnh, lẽ ra phải do chủ nhân Hoa Vũ Lâu Sở Quân Thành ngồi, người khác ngồi là bất kính với Hoa Vũ Lâu, chẳng khác nào khiêu khích. Nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân làm như thế, mọi người lại cảm thấy rất bình thường, hoàn toàn đãi ngộ của đế vương hoàng gia. Riêng Sở Quân Thành càng không ngại, hắn có thể ngồi ở chỗ này, có thể thuận tiện ra mặt cho Hoa Vũ Lâu các nàng. Các vị trưởng lão mời ngồi, không cần quá câu nệ đâu. Hoàng Phủ Thanh Vân thể hiện dáng vẻ của chủ nhà, bốn cường giả thiên huyền kiêm kiệu đứng phía sau, thi lễ với mọi người rồi ngồi xuống. Khi nhìn thấy một bàn để trống, Hoàng Phủ Thanh Vân liếc mắt nhìn qua, mà biết mà vẫn giả vờ hỏi. Sao nơi này lại có một bàn trống, chẳng lẽ bọn hạ nhân đếm sai, bày ra một bàn trống sao? Hiểu được tâm ý của hắn, Độc Thủ Dược Vương cười tà mị, đứng lên nói. Nhị công tử, nơi đây là vị trí của Kiếm Hầu Phủ, nhưng không biết có chuyện gì quan trọng, lại chậm chạp chưa đến. Nếu nhị công tử nhìn chướng mắt, không bằng cho dọn dẹp đi. Nghe được lời này, mọi người lạnh nhạt nhìn về phía Độc Thủ Dược Vương. Đây rõ ràng là muốn bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi, ở cửa ra vào, mọi người tận mắt nhìn thấy Tạ Thiên Dương vì đắc tội với Hoàng Phủ Thanh Vân đã bị hắn xuất thủ, khiến bị thương tổn. Kiếm Tỳ Phong chăm sóc thương thế cho Tạ Thiên Dương cũng không tới. Chắc vị nhị công tử này trong lòng vẫn còn tức giận nên mới đem chuyện này nói ra. Là một trong thất thế gia, cho dù ngươi không muốn ra mặt đắc tội với nhị công tử thì giữ im lặng là được, làm gì còn thêm dầu vào lửa, lấy cơ hội để hắn nhục nhã Kiếm Hầu Phủ chứ. Quả nhiên, Hoàng Phủ Thanh Vân giễu cợt. Nghiêm trưởng lão nói cực phải, cái bàn trống này chiếm quá nhiều chỗ, thật chướng mắt, cho mang xuống đi. Nhị công tử, dù sao Kiếm Hầu Phủ cũng là một trong thất thế gia, dù người chưa đến cũng nên lưu ghế lại. Cách làm của ngài như thế, khác gì là làm nhục người ta, sợ rằng sẽ khiến Kiếm Hầu Phủ bất mãn đó. Lâm Cửu thật sự không vừa mắt, lập tức đứng lên ôn quyền nói. Ánh mắt Độc Thủ Dược Vương cười hiếp lại, cười tà mị. Bất mãn thì bất mãn, chẳng lẽ Kiếm Hầu Phủ vì một cái bàn mà có gan phản kháng đế vương môn sao? Đây không phải vấn đề có gan hay không, mà chính là vấn đề tôn nghiêm. Đều là người của thất thế gia, không nên làm chuyện không cho người ta mặt mũi như vậy. Nói dễ nghe. Như vậy Lã Phu xin hỏi Cửu trưởng lão, U Minh Cốc trưởng lão chết trên địa bàn của người nào thế? Lúc này Ngũ trưởng lão U Minh Cốc liếc nhìn Long Cửu cười lạnh. Người không phạm ta, ta không phạm người. U Minh Cốc tự chui đầu vào rọ, liên quan quái gì đến ai chứ? Tên Long Cửu mắt mù nhà ngươi, ngươi nói cái gì? Ngũ trưởng lão giận dữ vỗ bàn đứng dậy. Long Cửu cũng khép hờ ánh mắt, không chút sợ hãi. Mùi thuốc súng tuôn ra nồng nặc, tựa như muốn nổ tung. Đoán chừng nếu nơi này không phải là Hoa Vũ Lâu, hai người bọn họ đã sớm ra tay đánh nhau. Hai vị xin bình tĩnh một chút, nơi này không phải Tiềm Long Các,
cũng không phải là U Minh Cấp, thật sự không phải là nơi hai vị giải quyết ân oán cá nhân. Lâm Tử Thiên lau mồ hôi trên trán, vội vàng khuyên giải. Dù các người không nể mặt Hoa Vũ Lâu, cũng nên nể mặt nhị công tử. Nghe được lời này, hai người nhíu mày quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi ở vị trí chủ vị. Giờ khắc này, chỉ thấy vẻ mặt hắn vẫn mang theo nụ cười, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, như muốn nhắc nhở bọn họ, có lão tử trong yến tiệc này đấy. Các ngươi dám động thủ sao? Hai người trầm ngâm một lát, đều chắp tay hướng về phía Hoàng Phủ Thanh Vân ngồi xuống, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vân mới cười lớn, ha, như vậy mới phải chứ. Thất Thế Gia vốn là người một nhà, sao phải vì một cái bàn mà tranh cãi nhau chứ? Thêm nữa, nơi này là Hoa Vũ Lâu, bày cái bàn này mang đi hay để lại, nên để Quân Thành quyết định. Nói xong, Hoàng Phủ Thanh Vân sốt ruột nhìn về phía Sở Quân Thành. Sở Quân Thành kế gật đầu thản nhiên nói, Kiếm Hầu Phủ là khách của Hoa Vũ Lâu nên để lại. Lông mày nhíu chặt lại, trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân có chút thất lạc, nhưng vẻ mặt vẫn như gió xuân ấm áp cười lớn. Theo Quân Thành nói mà làm đi, Quân Thành mới thật sự là chủ nhân. Đa tạ Thanh Vân. Sau Quân Thành cười khẽ, gật đầu nói, không phát giác được biến hóa trong mắt Hoàng Phủ Thanh Vân. Độc Thủ Dược Vương liếc mắt nhìn nàng, cười âm hiểm. Cô nương ngốc, ý của nhị công tử mà ngươi cũng không hiểu, Hoa Vũ Lâu xong đời là chắc rồi. Cái bàn này không cần lấy đi. Hoàng Phủ Thanh Vân vỗ bàn tuyên bố với mọi người, nhưng khi hắn nhìn đến hai bóng người đi qua cửa, lại nhếch miệng lên nói, tuy nói như thế, nhưng để bàn trống cũng không tốt. Hai người ngoài cửa, các ngươi cũng tiến vào uống một chén cùng chúng ta đi. Trác Phàm cùng Tiếu Ninh Đan đang chuẩn bị trở về nội viện, đột nhiên nghe đến Hoàng Phủ Thanh Vân hét lớn, hai người đều sửng sốt. Tiếu Ninh Đan không biết phải làm sao, quay đầu nhìn về phía Trác Phàm. Dù sao trong sảnh đều là nhân vật trưởng lão các thế gia, cảnh tượng hoành tráng như vậy, cho dù nàng là đệ tử của Mâu Lên Lâu Chủ, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua. Trong đầu nàng chuyển hướng nhìn qua Trác Phàm, nhưng trong lòng lại bật cười thành tiếng. Ngay cả đệ tử Hoa Vũ Lâu như nàng, nhìn thấy cục diện như vậy cũng bị dọa sợ. Một thiếu gia tam lưu gia tộc như Trác Phàm chắc cũng khẩn trương đến phát run. Nhưng hoàn toàn ngược lại, ngoài mặt Trác Phàm rất bình thản, kéo tay Tiếu Đan Đan đi vào bên trong, tốc độ trầm ổn, không chút sợ hãi. Điều này làm cho trong lòng Tiếu Đan Đan có chút cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ nam nhân này thật sự không sợ bất cứ thứ gì sao? Không sợ Mẫu Đơn Lâu Chủ, không sợ sư phụ, không sợ sư bá, hiện tại càng thêm không sợ nhị công tử Đế Vương Môn Hoàng Phủ Thanh Vân. Nhất thời khiến Tiếu Đan Đan nhìn Trác Phàm bằng ánh mắt mê say. Đến mức đi vào trong phòng khách, còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt si mê của nàng đã bị người ta liếc qua đã nhìn ra. Chỉ một thoáng, hai ánh mắt như muốn giết người phóng về phía bọn họ, làm cho Tiếu Đan Đan sợ hãi lạnh run, quay đầu nhìn qua, một ánh mắt đến từ Khoái Hoạt Lâm, Lâm Thiên Vũ bên cạnh Lâm Tử Thiên. Ánh mắt còn lại đến từ Dược Vương Điện, nghiêm phục bên cạnh Độc Thủ Dược Vương Nghiêm Tùng. Đồng thời bờ môi hai người khẽ nhúc nhích, không có thanh âm, nhưng từ khẩu hình miệng có thể đoán được hai chữ, tiện nhân. Chỉ sợ nếu không phải có Hoàng Phủ Thanh Vân ở nơi này, mà họ đã chửi ầm lên rồi. Quan sát, liếc nhìn hai người, Hoàng Phủ Thanh Vân cười to lên, quả nhiên là rất xứng đôi, trai tài gái sắc, hai vị có thể tự giới thiệu một chút hay không? À, đệ tử Mẫu Đơn Lâu Chủ Tiểu Đan Đan tham kiến nhị công tử. Tiểu Đan Đan khẩn trương vội vàng hành lễ một cái. Trác Phàm khẽ nhướng mày miễn cưỡng nói, dạ Vũ Thành, tam lưu gia tộc Tống gia. Tống Ngọc hả? Tam lưu? Lông mày Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang khó thấy. Thiếu gia tam lưu gia tộc có thể trở thành con rể của Hoa Vũ Lâu cũng xem như khó có được, hai vị mời ngồi ở đó. Cái gì, ở rể sao? Từ lúc nào lão tử trở thành ở rễ của Hoa Vũ Lâu vậy chứ? Vốn dĩ Trác Phàm còn lười nhắc, thoáng một cái giật mình tỉnh lại. Tiểu Đan Đan cũng là khẽ giật mình, liếc nhìn Trác Phàm, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Thế nhưng còn không đợi anh giải thích, Sở Quân Thành đã đứng dậy vội vàng nói, Thanh Vân, không thể, vị trí kia là của Kiếm Hiệu Phủ, sao có thể để hai tiểu bối bọn họ ngồi ở đây chứ? Đúng vậy nhị công tử, hai người bọn họ còn không có tư cách đó. Mẫu Đơn Lâu Chủ cũng lập tức đứng dậy, liếc nhìn hai người Tiểu Đan Đan khía khiển trách, hai người các ngươi còn đứng nơi đó làm gì chứ, còn không mau đến đằng sau ta. Thế nhưng còn không đợi hai người Tiểu Đan Đan chuyển động, Hoàng Phủ Thanh Vân đã khoát tay, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Khuynh Thành, ta đã đáp ứng nàng không rút bàn của Kiếm Hầu Phủ, chẳng lẽ nàng còn không cho phép ta mời hai vị khách nhân ngồi vào chỗ này, như vậy ngươi cũng không quá không nể mặt ta đó. Trong lúc nhất thời, Sở Khuynh Thành yên lặng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Thanh Vân, giật mình đứng nguyên tại chỗ, giống như hoàn toàn không biết hắn.
Thế nhưng Trác Phàm đã thấy rõ tất cả, bàn của Kiếm Hầu Phủ để một công tử Tam Lưu gia tộc và đệ tử Hoa Vũ Lâu ngồi vào, chẳng khác nào vả vào mặt Kiếm Hầu Phủ, làm nhục Kiếm Hầu Phủ. Đồng thời, việc này là hắn cố ý hành động để cho thấy thế gia phục phục, thu phục sẽ thế nào, không phục thì sẽ như thế nào. Tuy vấn đề chỉ là một cái bàn nhỏ, nhưng chẳng khác nào chỉ hưu bảo ngựa. Đây là vấn đề có không thuận theo hay không. Xem ra khẩu khí của vị đế vương môn lớn hơn Lục Thế Gia rất nhiều, có vẻ như còn muốn mở một nhất thống Thất Thế Gia. Lão tự nhất định phải nhanh chóng tìm trưởng lão đề cao thực lực Lạc Gia mới được. Nếu không Thất Thế Gia làm một thì ngay cả Hoàng Thất Thiên Vũ cũng không thể lung lay. Sờ lỗ mũi một cái, Trác Phàm không còn biết kết quả hai người tranh luận như thế nào, đã ngồi xuống cái bàn đó. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiểu tử này thật lớn mật, dám tự tiện ngồi xuống bàn tiệc của Kiếm Hầu Phủ, không phải khiến Kiếm Hầu Phủ khó chịu sao? Tiểu tử không nên tùy tiện ngồi, cẩn thận dẫn tới họa sát thân. Lúc này Long Cửu lạnh nhạt nhìn Trác Phàm cảnh cáo nói. Cười nhạt một tiếng, Trác Phàm nhìn về phía Long Cửu, trong mắt như có tinh quang chớp động, như có thầm ý thở dài. Cửu gia, lời này của ngài có chừng dẫn tới họa diệt tộc đó. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không thể tin nhìn tiểu tử này, không ngờ lại dám uy hiếp Long Cửu của Tiềm Long Các. Chỉ có Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía Trác Phàm, ngoại trừ có chút kinh ngạc, nhưng trong đó sự tán thưởng nhiều hơn. Hắn không nghĩ đến một thiếu gia của gia tộc Tam Lưu trong nháy mắt có thể đối đáp không khoan nhượng người tâm kế như thế này, khó trách với thân phận Tam Lưu gia tộc là có thể đến Hoa Vũ Lâu ở rễ. Chỉ có Long Cửu, ánh mắt run lên, vừa kích động vừa ngạc nhiên, qua rất lâu mới chắp tay cảm kích nói, đa tạ công tử đã lên tiếng nhắc nhở. Mà xong, Long Cửu liền ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Lần này tất cả mọi người giật nảy cả mình, không chỉ Hoàng Phủ Thanh Vân mà cả cao thủ thế gia. Ngay cả Long Quỳ, Long Kiệt bên cạnh Long Cửu cũng không hiểu thấu. Đường đường là Long Cửu trưởng lão của Tiềm Long Các, thế mà bị lời của tiểu tử vô danh uy hiếp, chuyện này làm sao có thể chứ? Thế nhưng bọn họ không biết, ngay khi Long Cửu ngồi xuống, nước mắt trong con mắt còn lại kích động mà chảy ra. Ngay cả thôn phệ quỷ nha trên đầu vai cũng vỗ cánh hai lần, tỏ ra vô cùng hưng phấn. Vật thông nhân tâm. Nhìn bộ dạng vui mừng của thông phệ quỷ nha, Trác Phàm nhếch miệng cười, trong lòng hiểu rõ Long Cửu đã nhận ra anh. Danh xưng Cửu gia, lần đầu tiên gặp mặt Long Cửu, Trác Phàm đã gọi như vậy. Tuy nhiên, rất nhiều người gọi Long Cửu hắn như Trác Phàm, nhưng lời lẽ kiêu ngạo của anh, Long Cửu vừa nghe liền nhận ra. Mọi người vẫn không hiểu rõ, hết nhìn Trác Phàm là nhìn Long Cửu nghi hoặc đầy bụng. Một tiểu tử Tam Lưu gia tộc dám bất kính với trưởng lão Tiềm Long Các là điều kỳ lạ thứ nhất. Trưởng lão Tiềm Long Các lại chẳng thèm quan tâm, ngược lại còn có chút sợ hãi, cảm ơn. Đây là điều kỳ lạ thứ hai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người như có chút gì không hiểu rõ được. Đây là điều kỳ lạ thứ ba. Hiện tượng kỳ quái này khiến tất cả mọi người trong lòng vô cùng nghi ngờ. Thế nhưng còn không đợi bọn họ tiếp tục truy hỏi, tiếng cười lạnh lùng đột nhiên vang lên. Hoa Vũ Lâu đãi khách thật chu đáo, nhân vật thấp kém cũng có thể ngồi ở nơi này. Mọi người giật mình theo tiếng kêu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào Tạ Thiên Dương đã giận dữ đứng ở cửa ra vào, Kiếm Tỳ Phong sau lưng cố mặt mày xanh lét. Yến hội Thất Thế Gia mà loại Kiếm Hầu Phủ của họ ra ngoài, đây là điều sỉ nhục lớn. Sở Quân Thành kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hai người, Trác Phàm quát lớn, ai bảo các người ngồi đây, còn không mau lui ra. Quân Thành, chẳng lẽ nàng đã quên vừa đời bổn công tử đã mời bọn họ ngồi vào sao? Lúc này Hoàng Phủ Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nhìn Sở Quân Thành lại nói, rồi chỉ thẳng vào Kiếm Hầu Phủ. Bàn trống này không có ai ngồi, không phải quá lãng phí sao? Bốn công tử mời hai đệ tử ngồi vào cũng tốt hơn là một số người chiếm hầm cầu mà không đi mạnh. Như công tử không muốn gặp Kiếm Hầu Phủ chúng ta, với chúng ta cũng không ở chỗ này, chọc cho người khác ghét, cáo từ. Tạ Thiên Dương phất ống tay áo, tức giận hơn một tiếng, quay đầu rời đi. Lần này Kiếm Tỳ Phong cũng không khuyên can, gương mặt lạnh lùng đuổi theo. Việc quan hệ đến mặt mũi Kiếm Hầu Phủ, cho dù có đắc tội với Lục Thế Gia cũng tuyệt không thỏa hiệp. Thấy tình cảnh này, Sở Quân Thành vô cùng khẩn trương. Tuy Hoàng Phủ Thanh Vân nhằm vào Kiếm Hầu Phủ, nhưng Hoa Vũ Lâu làm chủ nhà, Tạ Thiên Dương bị khuất nhục trở về, chẳng phải Kiếm Hầu Phủ tuốt tức giận lên đầu Hoa Vũ Lâu nàng sao? Đứng ở bất ngờ nguy hiểm, Hoa Vũ Lâu đang muốn giao hảo với các thế gia, tuyệt đối không thể đắc tội với bất cứ một thế gia nào.
Tạ công tử, xin dừng bước, lần này Hoa Vũ Lâu an bài không chu toàn, xin hãy tha lỗi. Bốn tọa nguyện vì Tạ công tử lại bày thêm một bàn nữa, trước mặt xin tạ tội. Sở Quân Thành quấn lên, lớn tiếng nói. Nghe được lời này, Tạ Thiên Dương dừng lại, xoay người. Sở Quân Thành làm tổng lâu chủ Hoa Vũ Lâu, có thể hạ thấp tư thái, tự mình xin lỗi, cũng đủ nể mặt kiếm hoàng phủ. Theo lý thuyết, hắn không nên cứng rắn. Thế nhưng vừa nhìn thấy nụ cười mỉa mai của Hoàng Phủ Thanh Vân, Tạ Thiên Dương tức giận, không có chỗ dung, cười lạnh. Sở lâu chủ, ngài đã có tòa núi lớn, đế vương môn, đế dựa rồi, cần gì phải tự hạ thấp địa vị, nhận lỗi với kiếm hoàng phủ nho nhỏ như chúng ta, tai hạ không chịu nổi đâu. Nói xong, Tạ Thiên Dương xoay người rời đi, không chút chần chừ. Sở Quân Thành thở dài, vẻ mặt sầu khổ. Dòng điều nói móc của Tạ Thiên Dương, nàng có thể nghe mà không hiểu được sao? Hiện tại, Hoa Vũ Lâu bây giờ trong lúc nguy cấp, nàng chỉ có thể dựa vào đế vương môn, vì vậy mà đối xử vắng vẻ với thế gia khác. Nàng cũng không biết nàng chọn như thế là đúng hay sai. Sâu trong lòng nàng cảm thấy Hoa Vũ Lâu càng ngày càng cô độc. Cho dù Long Cửu giao hảo với các nàng rất tốt, nhìn thấy cảnh này cũng nhìn không được thở dài. Với tư cách là chủ nhân, lại không đảm bảo được thể diện của khách mời, khiến họ mất uy tín, sau này ai ủng hộ các nàng nữa đây? Hoàng Phủ Thanh Vân cười hài lòng, lơ đãng liếc nhìn Độc Thủ Dực Vương. Độc Thủ Dực Vương khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ giả hoạt. Trác Phàm nhìn rõ, thầm kêu không tốt. Tất cả mọi thứ rõ ràng đều là kế ly gián của Hoàng Phủ Thanh Vân muốn cô lập Hoa Vũ Lâu. Mà Hoa Vũ Lâu biến mất, kế tiếp cũng là Kiếm Hầu Phủ, Tiềm Long Các sẽ bị gặp sổ tiếp theo. Sau đó nhất thống thế gia, là các bọn họ không tốt lại ra mặt. Người tới đây, ánh mắt Trác Phàm híp lại, đột nhiên hét lớn. Tạ huynh đệ, chỗ này còn có chỗ trống, nếu huynh không chê, ngồi cùng ta, cùng nhau tham gia yến tiệc thế nào? Một tiểu tam lưu cũng dám cùng lão tử xin huynh gọi đệ, còn mẹ nó, ngươi cũng xứng sao? Lão tử ngồi một bàn với ngươi, chẳng khác nào bôi nhọ danh dự của thất thế gia. Tạ Thiên Dương hừ lạnh, khẽ cắn môi để không thốt ra lời. Mẹ nói chứ, Hoa Vũ Lâu thật quá đáng mà, thế mà để một nhân vật tam lưu dám hô to gọi nhỏ cùng bốn công tử. Tạ Thiên Dương không quay đầu lại, Trác Phàm bất đắc dĩ sờ sờ lỗ mũi thở dài, rống to. Tên hèn nhát, ngươi lại sợ ngồi cùng với bổn công tử sao? Một tiếng này anh dồn khí lực mãnh liệt, vang vọng vào tai tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, mọi người kinh ngạc đến ngẩn ra, cho dù Hoàng Phủ Thanh Vân cũng sững sờ hồi lâu, không kịp phản ứng. Còn bà nói chứ, tiểu tử này là kẻ ngu đần hay là người điên thế? Hắn thực sự có dũng khí. Đầu tiên dùng lời nói uy hiếp Cửu Trưởng Lão Tiềm Long Các, sau đó lại công nhiên gọi công tử Kiếm Hồng Phủ là kẻ hèn nhát. Tiểu tử này là không sợ chết thật sao? Cho dù Cửu Trưởng Lão không ra tay với hắn, cũng có lẽ cố kỵ đến vấn đề bối phận. Lão đầu kia, đại nhân đại lượng, không muốn trước mặt bao nhiều người như vậy xuất thủ giáo huấn vãn bối. Thế nhưng Tạ Thiên Dương lại là thanh niên nhiệt huyết, trước mặt mọi người làm nhục hắn, hắn có lại thể buông tha cho ngươi sao? Cho dù có giết ngươi, Hoa Vũ Lâu cũng không thể nói gì. Thanh Hoa lâu chủ khẽ vỗ trán, Mẫu Đơn lâu chủ lắc đầu thở dài, Sở Quân Thành khẽ cắn môi nghiêng đầu đi, hai tay siết chặt. Hắn không thể đánh tên tiểu tử thúi này một trận nhừ tử. Hỗn tiểu tử, sao dám nói vậy chứ? Sư đồ Độc Thủ Dực Vương cùng sư đồ Khoái Hạch Lâm thì cười lạnh, chờ xem kịch vui. Sở lâu chủ, dù Hoa Vũ Lâu các ngươi có dựa vào đế vương môn cũng thực sự quá đáng, không để Kiếm Hoàng Phủ chúng ta vào trong mắt sao? Kiếm Tỳ Phong giận hừ một tiếng, toàn thân khí thế phát ra. Sở Quân Thành vội vàng khoát tay, xin bắt Kiếm Lão bớt giận, chỉ là hiểu lầm thôi, đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, bốn tòa nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng. Nói xong, Sở Quân Thành trợn mắt giận dữ nhìn Trác Phàm quát to, Tống Ngọc còn không mau xin lỗi Tạ công tử. Không nói gì, Trác Phàm chỉ cười nhẹ nhìn bóng lưng Tạ Thiên Dương. Thân thể run rẩy, Tạ Thiên Dương cứng ngắc nghiêng đầu nhìn về phía Trác Phàm, trong ánh mắt không còn sự phẫn nộ, chỉ có chút ngạc nhiên, nhanh chóng sải bước đi về phía Trác Phàm. Tạ công tử xin bớt giận, hắn vẫn còn con nít, xin ngài không nên chấp nhận với hắn. Sở Quân Thành vội vàng nói ra, đồng thời hai tay đã có nguyên lực lưu động. Nếu Tạ Thiên Dương thực sự muốn chém giết Trác Phàm, nàng cũng đành xuất thủ. Cánh tay Tiểu Đan Đan ngăn ở trước mặt Trác Phàm, nhìn về phía Tạ Thiên Dương vội vàng nói, Tạ công tử, hắn là phu quân của ta, là người của Hoa Vũ Lâu, cho dù có phạm sai lầm cũng là do Hoa Vũ Lâu chúng ta xử trí, xin công tử chớ tức giận. Không nghe nàng nói gì, Tạ Thiên Dương chỉ trực tiếp đi đến bên bàn Trác Phàm. Nhưng không có cảnh Dương cung bạc kiếm như tất cả mọi người phỏng đoán, chỉ thấy Tạ Thiên Dương đến bàn Trác Phàm, cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống cạn, sau đó nhìn mặt Trác Phàm cười lớn, ha ha, rượu ngon. Đương nhiên rượu ngon ở Hoa Vũ Lâu đều do thiếu nữ thanh xuân cất nên có hương vị đặc biệt, nếu là huynh đệ tốt nên ngồi xuống bồi ta uống vài chén.
Trác Phàm lại rót cho hắn thêm một chén. Tạ Thiên Dương gật đầu cứ như vậy, không chút do dự ngồi xuống. Ầm ầm ầm. Tất cả mọi người không thể tin nổi nhìn hai người trước mặt, cho dù Kiếm Tùy Phong cũng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Tạ Thiên Dương là người rất kiêu ngạo, cho dù đối mặt với thiên tài Đế Vương Môn như Hoàng Phủ Thanh Vân, hắn cũng ngạo nghễ đứng thẳng, làm sao có thể tùy tiện cùng người ta nâng cấp nói vui vẻ chứ, mà người này còn là tên tiểu tử vừa nói hắn hèn nhát nữa chứ. Kiếm Tùy Phong không hiểu, nghĩ thế nào cũng không hiểu, những người khác lại càng không hiểu. Nhìn thấy trò vui cứ như vậy phát tán đi, tất cả mọi người sửng sốt. Sở Quân Thành cũng ngơ ngác nhìn Trác Phàm thu hồi song chưởng chuẩn bị xuất động. Nàng thực sự không nghĩ ra rốt cuộc Trác Phàm có ma lực gì có thể trong khoảnh khắc tiêu trừ lửa giận của vị thiếu gia Kiếm Hầu Phủ này. Tạ Thiên Dương, ngươi vừa mới không phải khinh thường cùng Tam Lưu thiếu gia ngồi chung một bàn sao? Làm sao? Hoàng Phủ Thanh Vân có chút thất vọng, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng nói. Tạ Thiên Dương cười khoát tay. Tạ Thiên Dương, ta thật sự khinh thường khi phải ngồi cùng với một vài người, nhưng cùng vị huynh đệ mới quen như đã thân này thì không so đo. Nói xong, Tạ Thiên Dương nhẹ nhàng chạm cốc với Trác Phàm, giống như hai lão bằng hữu lâu ngày gặp mặt, tùy tiện thoải mái. Kiếm Tùy Phong lúng túng đến bên cạnh Tạ Thiên Dương, không hiểu nhìn thanh niên trước mặt, lẩm bẩm: Thiên Dương, người ha, bá trưởng lão, người cũng ngồi xuống đi. Ngồi cùng bàn với vị huynh đệ này sẽ không làm nhục Kiếm Hầu phủ chúng ta đâu. Tạ Thiên Dương khoát khoát tay, lôi kéo Kiếm Tùy Phong cùng ngồi vào vị trí. Kiếm Tùy Phong kỳ quái nhìn Trác Phàm lại không rõ ràng cho lắm. Thấy tình cảnh này lần nữa trở thành bình tĩnh, Sở Quân Thành thở phào một hơi, mắt đẹp của nàng liếc về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy cảm kích. Trác Phàm nhìn thấy lại giơ chén rượu về phía nàng, đắc ý nhướng mày. Sở Quân Thành nhíu mày, tức giận trừng trừng nhìn Trác Phàm, sắc mặt lại không tức giận, giống như đại tỷ tỷ vỗ nhẹ đầu tiểu đệ, chỉ có yêu thương. Quân Thành lau sạch rượu trên khóe miệng, ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vân đã hoàn toàn lạnh lẽo. Hiển nhiên lần này Trác Phàm tiêu trừ mâu thuẫn giữa Hoa Vũ Lâu và Kiếm Hầu Phủ đã khiến hắn phẫn nộ. Có điều Sở Quân Thành lại không nghĩ đến phương diện đó, nàng chỉ nghĩ vì Tạ Thiên Dương có hành động bất kính chọc giận hắn, sao khuyên nhủ: Thanh Vân, lần này mượn nhờ Bát Anh Thịnh Hội, ta thực sự không thể dễ dàng đưa người của Thất Thế Gia tới làm nhân chứng, ngươi cũng đừng làm khó Tạ công tử nữa. Ha, sao ta lại làm khó hắn chứ, dù sao ta cũng là vì ngươi mà đến. Trong mắt lóe lên tinh quang, Hoàng Phủ Thanh Vân hít sâu một hơi, thản nhiên nói: Bắt đầu đi, nhân lúc Thất Thế Gia đều ở đây giải quyết triệt để chuyện của Hoa Vũ Lâu cùng Dược Vương Điện đi. Nghe được lời này, Sở Quân Thành vô cùng vui vẻ, có Đế Vương Môn chống đỡ, rốt cục cũng có thể bức lão tặc này giao ra giải dược. Thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới độc thủ Dược Vương cũng đang chờ giờ khắc này. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người cùng nhìn về phía Sở Quân Thành. Sở Quân Thành mỉm cười như có như không, liếc mắt nhìn độc thủ Dược Vương, thản nhiên nói: Nhân tiện hôm nay có Thất Thế Gia tụ họp, bốn tòa có một chuyện muốn nhờ mọi người phân xử. Nói xong nàng nhìn độc thủ Dược Vương, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nghiêm Tùng, ân oán giữa ngươi và Hoa Vũ Lâu chúng ta hôm nay cũng nên dừng lại. Lão phu cùng Hoa Vũ Lâu các ngươi có ân oán gì chứ? Lão phu không hiểu, chẳng lẽ bởi vì lão phu không mời mà tới sao? Độc thủ Dược Vương khẽ cười vuốt chòm râu. Ám mắt Sở Quân Thành hiếp lại, lạnh lùng nói: Nghiêm Tùng, ngươi không cần giả bộ hồ đồ. Hôm nay có các vị trưởng lão Thất Thế Gia ở đây, lại có nhị công tử Đế Vương Môn chứng kiến, ngươi không được ngụy biện. Nếu ngươi không đem giải dược Thất Thải Vân La Chưởng giao ra, hôm nay đừng mong sống sót rời khỏi nơi này. Sở Quân Thành vừa dứt lời, Thanh Hoa lâu chủ cùng Mẫu Đơn lâu chủ cũng cùng nhau đứng dậy, khí thế toàn thân đại phóng, chuẩn bị tư thế liều chết chiến một trận. Tất cả mọi người thấy tình cảnh này đều liếc mắt nhìn nhau, giữ im lặng xem tình thế phát triển. Ân oán giữa Hoa Vũ Lâu cùng Dược Vương Điện bọn họ sớm đã rõ ràng, có điều lần này Hoa Vũ Lâu đột nhiên mời cứu binh Đế Vương Môn, muốn trấn áp Dược Vương Điện, cho dù độc thủ Dược Vương cũng không thể không nể mặt. Có điều trước khi nhị công tử chính thức mở miệng, tất cả mọi người vẫn không dám tùy tiện lên tiếng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người không nhìn về phía Sở Quân Thành, cũng không nhìn về phía độc thủ Dược Vương, mà đồng loạt nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vân. Bởi vì trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ, hắn mới là nhân vật mấu chốt của chuyện này. Ai đúng, ai sai, ai thành, ai bại, đều từ lời đó của hắn mà thôi. Lông mày nhíu lại, Hoàng Phủ Thanh Vân nhìn về phía độc thủ Dược Vương, khẽ cười một tiếng. Ha, Nghiêm trưởng lão, nếu ngài thực sự hạ độc đệ tử Hoa Vũ Lâu, cũng nên giao ra giải dược để tránh thương tổn hòa khí hai nhà. Ha, nhị công tử nói có lý.
cười gằn một tiếng. Đầu thủ Diệp Vương chắp tay nói với Hoàng Phủ Thanh Vân, ánh mắt tà mị của lão chăm chú nhìn về phía Sở Khuynh Thành. Lão phù xác thực thương tổn lâu chủ Quý Lâu, nhưng giải quyết được, nhưng giải dược này tuyệt đối không thể giao ra. Nghiêm Tùng, ngươi thật to gan, ngay cả mặt mũi của đế vương môn cũng không cho. Có phải ngươi muốn bổn tọa nháo đến bệ hạ, đến hắn phân xét mới đưa ra sao? Sở Khuynh Thành giận dữ hét lớn. Thế nhưng Hoàng Phủ Thanh Vân lại vội vã khoát khoát tay khuyên nhủ, bệ hạ trăm công nghìn việc, nào rảnh rỗi quản mâu thuẫn của nội bộ thất thế gia đâu. Lần trước Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc không phải cùng vì Lâm Phong Thành bị bệ hạ đánh 10 năm đại bản, ai cũng không có được chỗ tốt, ngay cả năm nhà cũng bị cảnh cáo một lần, ngược lại còn khiến Phong Long Thành trở thành cấm khu, thất thế gia cũng không thể bước vào. Hoàng Phủ Thanh Vân như có ý riêng, lời hắn vừa nói ra, Lâm Cửu cùng Ngũ trưởng lão U Minh Cốc lại nghĩ tới ân oán, trợn trừng mắt nhìn nhau. Trong lòng Trác Phàm lại cười lạnh, sớm đã hiểu rõ thầm ý của hắn. Nếu đế vương môn thật sự có ý thống nhất thất thế gia, vậy hắn nhất định phải đem chuyện thất thế gia nắm giữ trong tay. Nếu thất thế gia có ân oán gì lại chạy đến chỗ hoàng đế, thì người đứng đầu thất thế gia như hắn không có tác dụng gì. Đoạt quyền cũng nhanh thật đấy, xem ra đế vương môn thật sự có giả tâm. Trác Phàm sờ sờ lỗ mũi, ánh mắt lóe sáng. Hít thật sâu, Sở Quân Thành mới bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói, Thanh Vân, người đó có lý, nhưng lá tặc này giao cho ta. Không đợi Sở Quân Thành nói tiếp, Hoàng Phủ Thanh Vân đã khoát tay nhìn về phía độc thủ Dược Vương. Nghiêm trưởng lão, ngay cả mặt mũi ta người cũng không cho, người có để đế vương môn vào trong mắt, có để bổn công tử vào trong mắt hay không thế? Ha, nhị công tử hiểu lầm, thật sự giải dược không thể đưa ra. Độc thủ Dược Vương lần nữa chắp tay cúi đầu, xì cười một tiếng nói ra, nào có chuyện người bị trộm đồ lại tặng đồ bị trộm cho đám nhỏ chứ? Ồ, người nói như vậy là sao? Lông mày Hoàng Phủ Thanh Vân nhíu lại, cố ý hỏi,